con thư tiến hôm mới qua. Dạ má con mới qua. Con thắt cái nơ áo lại đi kìa. Rồi cái cổ áo con nó dính gì vàng khè vậy? Ủa? Dính nào vậy ta? Chắc hồi nãy con mới nấu ăn nó dính con không để ý má. Mà nói nghe, mình á là đàn bà, đừng có để nó lượm thượm quá bày hay quá. Mà nhất á là nhà có đàn ông, nó nói ăn bận á phải gọn gàng vô một chút. Tía bậy á, ông sợ ông chạy mất tiêu luôn rồi kìa. Tía chạy là do con. Cái lúc phụ nữ có bầu á là đàn ông do nhu cầu ham của lạ, mà cũng do con vợ mình nữa. Vợ mình á, nè nè, đi ra đường á nhìn gái người ta dòng nào đó dòng nấy, nó mát mắt gì đâu, hấp dẫn nhìn không mê sao được. Trong khi vợ nhà mình á lôi thôi lết thích, ai nhìn mà không chán. Ôi, chết luôn. Dạ con biết rồi má. Không lẽ cô Hồng nói đúng ta? Đúng rồi, mình nhất định phải đẹp, bầu cũng phải đẹp. À, anh nghe nè vợ ơi. Anh về chưa? Anh đang về. Anh, tự dưng em thèm phở quá à. Anh mua cho em nha. Ok bà xã. Ăn phở. Phở chỗ nào bán ngon ta? Đây bán ngon hơn. Ê, mày gọi. Dạ. Mày đi đâu vậy? Hả, em định mua phở cho vợ em ăn. Ê, thì tao tính qua quán của Hồng uống cà phê nè, đi không? Không được, em mua đồ ăn cho vợ em. Thôi, nước cà phê xíu vậy mua. Vợ em cũng đâu có nói là ăn liền đâu, biết đâu chừng mua chung hồi ăn thì sao. Đi. Quay đầu lại. Đi. Đi cái gì mà lâu dữ vậy không biết nữa. Nữa chứ. Em đi gì mà nãy giờ mới về vậy? Thì bình thường anh cũng về giờ này mà em. Nhưng mà em muốn hôm nay anh phải về sớm hơn. Ủa thiếu hơi anh hả? Vậy sao không điện thoại để em về sớm? Gọi cái gì mà gọi? Anh biết là em ở nhà một mình mà. Không lẽ cái gì cũng phải gọi anh mới biết hả? Hồi nãy á, anh cũng định về sớm, mà đang về gặp ông Tèo nên đi uống cà phê ổng hết buổi. Tèo, lúc nào cũng Tèo. Hết ông Tèo thì tới ba lít, hết ông ba lít thì tới anh Tèo. Anh dọn đi cưới hai đứa làm vợ luôn đi. Hôm nay em sao vậy? Em không có sao hết á. Rồi phở của em đâu? Hồi nãy em mới chạy đi mua mà hết rồi. Thì giờ anh mua phải hết nữa còn gì nữa. Thôi bây giờ em ăn hủ tiếu hay bún bò bún mắm gì nói anh chạy đi mua liền. Gọi đi, nhờ mua có mịt phở cũng mua được. Không phải, tại để má con tôi đói cho anh vừa lòng. Em ơi, anh xin lỗi. Nội Tèo ngủ đi uống cà phê chi. Anh ơi. Anh. Em bị giọt bẻ.
đâu vậy ta? Ủa, em dậy rồi hả? Anh đi đâu nãy giờ vậy? Anh đi ăn sáng, có mua cho em nè. Sao anh đi ăn sáng mà không kêu em dậy đi chung? Anh thấy em còn ngủ nên để em ngủ cho nó ngon. Ngon cái gì mà ngon? Anh sợ em đi chung rồi anh mắc cỡ với bạn bè anh đúng không? Cốc à? Cốc chạy bên ngoài rồi. Dạ yeah. Thì qua thăm nhái, hôm nay cũng chưa gặp nó nữa, không biết bầu bì sao rồi mày. Thôi không có được đâu. Sao vậy? Tại vì vì vợ em không có nhà. Nó đi đâu? Đi đi ai biết. Tao biết nè. Biết gì? Mày không muốn tao về nhà mày chơi chứ gì? Đúng không? Không phải. Thiệt tình là anh em mình với nhau á, là em mới tâm sự với anh luôn á nha. Sao? Em biết sao không? Mỗi lần em về em gặp vợ em á, là vợ em chửi em à. Mà em có làm gì sai cũng bị chửi. Mà tốt nhất nên là em trốn khỏi nhà để khỏi về gặp vợ em, để cho vợ em đỡ hao hơi tổn tiếng. Căng vậy luôn hả? Căng hơn dây đàn. Ê, dạ nghe tía. Mày có hả? Má mày kêu qua nhà có chút việc à. Dạ, vậy để con qua liền ha tía ha. Ngồi chơi nha. Em chạy về bên nhà tía em có không chuyện gì á. Dạ. Hay. Gái có chồng như gông đeo vào cổ, trai có vợ như rước của nợ vào thân. Má. Nè, chút về á, đem cái súp này về cho con nhái nó ăn không? Dạ. Canh súp má nấu ngon lắm á. Mày á, mày về mày chăm sóc nhái lại cho đàng hoàng nha. Dạo này tao thấy nó xuống sức gì lắm đó nha. Dạ. Sao mặt mày bí xị vậy? Dạ đâu có gì đâu má. Bộ hai vợ chồng quay lộn hả? Có đâu. Thiệt luôn á. Tính vợ con lúc ngày kỳ kỳ sao má? Kỳ kỳ sao là sao? Lúc vui, lúc quạo, lúc khóc. Con không biết đường đâu mà con đỡ luôn á. Ôi ráng chịu đi. Tới 9 tháng 10 ngày nữa mày mới xong đó. Đúng rồi. Phụ nữ đang mang bầu á, tính tình thay đổi dữ lắm. Mà thay đổi thì thay đổi chút đỉnh thôi. Tên này thay đổi 180 độ. Con đỡ cũng không kịp. Làm cái gì cũng không vừa ý chứ. Vậy á, con phải coi lại con coi sao. Ủa, con sao? Coi mình có vô tình với vợ quá không? Phụ nữ người ta có bầu á, lúc nào trong người người ta cũng nóng nảy. Người ta nghĩ mình á, không có chăm sóc cho người ta. Ta nghĩ đi á, có thằng chồng vô tâm, cũng như con vậy á. Trời, tí nói kiểu vậy giống như vợ con bị là tại con. Chứ còn gì nữa, coi lại mình coi. Con xin lỗi má nha, con là người á, là thương vợ nhất trên đời luôn á. Thí dụ đi, mới tối hôm qua nè, là con thấy vợ con khó ngủ à. Mà con có cái tật là ngủ hay ngái nữa. Cho nên con ôm mền gối là con ra ngoài ngủ để cho vợ ngủ cho nó ngon. Rồi sáng dậy, con thấy vợ ngủ ngon quá, định ngủ vợ đi ăn. Mà thôi, để cho vợ ngủ, con đi ăn mình. Trời ơi. Hay quá hen. Dạ. Trời ơi, thấy vợ ngủ ôm gối ra ngoài ngủ, sáng đi ăn mình luôn. Thương con, mày hay quá con. Con đúng rồi. Sao nó không giống ông chút nào chứ, kỳ ghê. Mày không có nói sao nó kinh nghiệm được. Tôi già đầu rồi, tôi có kinh nghiệm. Thấy không? Mày bỏ đi vậy đâu có được. Người ta có bầu, người ta dễ tự ái lắm. Thấy không? Hèn chi. Vợ con nói bộ chở tôi đi ông mắc cỡ hay sao? Đó, biết chưa? Bởi vậy con là phải quan tâm vợ nhiều nghe không? Đừng có để nó nghĩ quẩn. Nó nghĩ quẩn là nó bị stress đó. Là khổ quá nghe không? Ủa stress là gì? Tôi nghe người ta nói, tôi nói vậy mà. Cái nào biết thì nói, không biết thì thôi. Nói chung là nó suy nghĩ, nó quẩn quẩn rồi nó mệt. Nó là cái đầu nó sao sao đó. Được thì nói chưa? Vậy đi cho nó dễ hiểu. Có vậy cũng gây lộn với tôi nữa, cái chuyện của con cũng lo rồi bắt bẻ. Con thấy cũng đầu nó sao sao thiệt luôn á má. Ráng chiều nữa đi mày ơi.
Má con mới qua. Con qua con mình hả? Dạ. Bảy còn không đi với con sao? Dạ, má lúa kêu anh qua bển, có chuyện gì má? Biết rồi má. Ổng ẩm thằng Cóc đi chơi rồi. Uống nước đi con. Má. Hả? Bảy cò. Hình như hai vợ chồng bay có hẹn trước hay sao á. Em cũng qua má hả? Ừ. Em qua rước con. Anh cũng qua rước con nè. Công nhận vợ chồng mình thần giao cách cảm dễ sợ. Ủa, con xách gì vậy bảy cò? À, súp má con nấu cho vợ con tẩm bổ. Thôi đi, em không có ăn đâu. Sao vậy? Thì dạo này em mập lắm, em lên lần nửa ký luôn nên em không ăn đâu. Đàn bà có bầu á, cái chuyện lên cân là bình thường. Với lại con phải ráng ăn, bồi dưỡng vô để còn nuôi em bé nữa. Nhưng mà con ngán lắm á, con nuốt không có vô. Rồi vợ này tính sao? Thì anh ăn đi. Má nấu cho em mà, em ăn miếng đi. Thì em nói anh ăn đi thì anh cứ ăn đi. Sao lại mềm hoài vậy? Thôi được rồi, để anh đem về anh ăn. Thì má ăn gì vậy? Nhái. Dạ. Má thấy bay làm gì là không đúng á. Làm gì không sợ chồng con nó buồn hả? Ăn nói với chồng con gì mà cọc lóc à? Má, dạo này trong người của con nó làm sao sao á má? Cứ khó chịu rồi nó cứ bứt rứt làm sao á. Thì á, đàn bà có bầu á thì đôi lúc tâm lý nó vậy đó. Nhưng mà con á phải biết kiềm chế bản thân mình lại. Chứ mình nói chuyện mà nạt nộ chồng kiểu đó á, người nó buồn nó chán á, cái nó không thèm về nhà. Lúc đó đừng ngồi đó mà khóc nha. Má nấu cũng ngon dễ sợ luôn nè. Mà nhán quá. Dạ nghe má. Bãi cò hả? Sao con nhái nó ăn hết súp không? Dạ có. Vậy hả? Nó ăn hả? Dạ vợ con thích lắm luôn á má ơi. Dạ vợ con ăn sạch luôn á. Vậy để mai má đi chợ má mua nấu cho nó ăn nữa nghe. Hả? Nữa hả? Là vợ đi đâu rồi? Em sao vậy? Anh làm gì mà anh lén lén lúc lúc nhân trộm vậy? Đâu có đâu, tại vì anh sợ. Anh sợ gì? Anh sợ em ăn thịt anh hả? Cần gì em ăn thịt, em nhìn thôi anh cũng đủ sợ rồi. Anh, em xin lỗi anh nha. Hồi bữa tới giờ em hơi nóng với anh. Gì mà hơi nóng, siêu nóng luôn. Thôi mà, cho em xin lỗi anh nha. Em hứa là từ rày trở về sau em sẽ kiềm chế lại tâm tính của mình, không có la mắng anh vô cớ nữa nha. Hứa nha. Ừ, hứa. Anh cũng xin lỗi em. Anh tự cảm nhận á, làm bữa giờ á, anh vô tâm quá, cho nên mới để em buồn như vậy. Không có, anh không có vô tâm với em. Lỗi á, là cũng tại em hết. Không hiểu sao dạo này á, em cứ thấy khó chịu rồi cứ bứt rứt trong người hoài rồi. Nên em hay quạo với anh. Má anh nói nha, mấy người mà có bầu á, tính tình thay đổi dữ lắm. Bây giờ nha. Ừ. Bây giờ
em có bực bội gì không? Em cứ chút lên người anh hết đi, anh chịu được. Miễn sao á, em thấy thoải mái là được rồi. Đó, cười vậy đó. Má anh nói không, mấy người có bầu á phải cười vậy khi mà đẻ em bé hả không? Em bé nó mặt vui vẻ. Ừ. Mà cưng quá. Gì vậy? Mặt ngày sao sừng sùi mụn quá trời vậy em? Mới nói gì? Ê, vui vẻ không quạo ăn. Em giỡn với anh đó. Ừ, thì cũng đúng. Tại có bầu á nên phải vậy thôi. Nhưng mà sau khi đẻ xong em sẽ tướp lại nhân sắc. Đúng rồi, như vậy mới là dễ yêu của anh cưng quá à. Mua đau. Bé cò, bé cò. Bé cò. Ủa anh Tèo. Nhảy. Có bé cò ở nhà không? Dạ có. Kêu nó đây. Anh ơi, anh Tèo tìm nè. Ủa anh Tèo. Ừ. Ủa anh Tèo, ngồi chơi. Ờ rồi. Quà kiếm em có gì vậy? Uống cà phê. Thôi, bữa khác đi. Bây giờ chở vợ đi ăn rồi. Sao bữa hôm mày hẹn mà? Ủa, bữa hai chồng bay chở nhau đi ăn hả? À? À. Ăn gì? Uống đậu mắm tôm. Vợ em đang thèm. Ôi, có bầu mà biết ăn món đó luôn hả? Nói thiệt với anh Tèo, hồi xưa nghe là nghe tới mắm tôm á lại muốn ói luôn vậy á. Mà tự dưng từ lúc mang thai á cái ghiền món đó luôn. Trời ơi. Ê, không ấy cho tao đi với được không? Tao cũng đang đói bụng nè. Anh bớt vô duyên giùm em cái đi anh Tèo. Tự nhiên vợ chồng ta đi ăn, anh đậu đi theo là sao? Trời ơi, ai đâu xa lạ. Nhái chứ ai. Anh này, để anh Tèo đi chung với mình đi. Anh Tèo à. Anh gì á, chở con năm gạo qua đây. Rồi bốn đứa mình đi ăn chung luôn, chị vui. À, chạy đi, cho đỡ làm chị đà cản mũi. Ờ ha, đi anh về anh chở năm gạo, đi cho có đôi có cặp. Hai chồng mày nhớ chờ tao nghe. Anh ơi, anh à, anh à, em tới rồi nè. Ai trời. Anh ơi, dậy đi anh ơi. Chờ xíu. Ai mới sáng sớm một kêu không biết nữa. Anh cuối cùng cũng dậy rồi ha. Qua sớm quá vậy. Ừ, đi vô thay đồ đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vô. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mấy hôm qua đi quay về tới 1 giờ sáng. Vừa về tới nhà đặt lưng được chút xíu rồi ấy tới ấy la làng sùm lên hết. Trời ơi, người ta kêu là anh ơi anh à, dịu dàng ngọt ngào như vậy đó. Vậy mà nói là người ta la sùm. Xưng hô như bình thường được rồi, có gì đâu. Đâu có được. Hồi nãy tôi vô á, tôi thấy có mấy người dòm ngó dữ lắm. Phải kêu bằng anh mới được chứ. Trời ơi, tôi không ngờ ái diễn sâu đến mức độ đó luôn. Ờ, từ hồi hai đứa mình công khai quen nhau tới giờ á, chưa có một tấm hình nào chụp chung hết trơn á. Riết rồi người ta nói là tôi là bình phong của Long á. Tôi thấy người ta nói đúng nha bộ. Trời đất ơi Long. Thôi, giỡn á. Ừ, mấy sáng sớm thằng Đông qua kiếm tôi có chuyện gì không? Thôi đi, chải răng rửa mặt nhanh lên đi, để đây tôi nói cho nghe. Đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên, không thôi tôi đi về đó. Trời ơi, mới sáng sớm. Ngưng được chưa? Ừ, được rồi. Để tôi đăng hình lên mạng cái đã. Tôi không ngờ trình độ sống ảo của ái càng ngày càng tăng cao đó nha.
Tôi làm vậy là tốt cho Long mà. Ở đó mà cằn nhằn. Thôi đi. Ủa đi đâu á? Thì bây giờ xong rồi thì về. Về cái gì? Công tình ra đây rồi á thì tập thể dục luôn đi. Cả một cái bụng mỡ đây nè. Tập thì tập. Đi. Đó, má thấy chưa? Nhìn cũng đẹp đôi quá ha con. Dạ, mà má, con bé này cũng là Duy Duy nha. Mà nổi tiếng hơn Tám mình nữa. Vậy mà thích Tám. Tám hay thiệt nha. Để má gọi tía bay ổng mừng. Dạ. Con gọi ổng đi. Thôi má gọi đi. Thôi con gọi đi. Thôi má gọi đi. Mày gọi đi chứ má gọi cái gì. Con gọi tía chửi con sao. Bởi vậy tao đâu có ngu. Trời ơi. Thôi má gọi đi. Chồng má chứ đâu phải chồng con đâu. Thôi mày gọi đi. Mày con ổng chứ đâu phải tao con ổng đâu. Gọi đi. Vợ con đi. À anh nghe vợ. Anh nói anh mua đồ ăn cho em mà anh đi mấy tiếng rồi chưa về nữa. Chết cha. Anh quên. Đến đi liền. Anh đi liền. Má ơi, còn con nó đói. Con chạy đi mua đồ ăn cho còn con nghe. Thằng cuối cùng nó cũng lật kèo mình. Ai đó? Vô đi. Hello. Ủa? Như ái đi đâu vậy? Tôi đi chơi. Đi chơi ở đâu? Tôi đi về quê với ông. Thôi đi cô. Ở Sài Gòn đi cho tôi nhờ. Chắc ông cấm được tôi. Cảm ơn Như ái. Trong suốt thời gian vừa qua đã tận tình giúp đỡ tôi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay tôi không muốn làm phiền Như ái nữa. Tôi có thấy phiền gì đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi với Như ái đừng xuất hiện chung với nhau nữa. Lúc đó truyền thông báo chí họ sẽ nghĩ là hai đứa mình chia tay rồi. Tôi đổi ý rồi. Hả? Tôi đổi ý rồi. Là sao? Tôi thích Long. Tôi Như ái kể từ ngày hôm nay chính thức theo đuổi Thanh Long. Khùng quá. Sao được? Khùng gì? Nam thanh nữ tú đến với nhau là chuyện bình thường. Ông phải vui vì điều đó chứ. Nhưng mà tôi... Chờ hả? Ừ. Nghe anh Tèo dặn nè, ra ngoài chợ có nghe cái gì cũng phải bình tĩnh nghe không? Nghe cái gì là nghe cái gì anh Tèo? Thì nghe mấy bà ngoài chợ đồn. Đồn? Ủa? Ủa mà đồn cái gì? Thì mấy bà đồn vụ tấm tàn á. Đồn vụ tấm tàn sao? Thì mấy bà đồn tấm tàn. Đồn sao? Đồn... Mệt anh Tèo kìa, anh Tèo nói đại đi, đừng có ba uống nữa. Tấm Tàng quen với diễn viên Như ái đó. Cái mấy bà ngoài chợ nói Tấm Tàng với diễn viên Như ái bắt tay nhau tạo sự scandal đằng nổi tiếng gì đó. Ai mà đùng bậy đùng bạ vẫn không biết nữa. Nhái. Nhái. Dạ. Em trong gia đình á, em biết Tấm Tàng nó có bóng thiệt không? Anh Tèo cũng biết không? Ủa? Tối nay á,
Anh Tèo qua bển Tèo rình đi rồi Tèo biết. Em làm như anh nhiều chuyện lắm vậy nhái. Cứ anh rình. Thiệt tình luôn, người ta đụng bậy đụng bạ mà anh cũng nghe nữa, anh còn hỏi em nữa. Mà thôi, em cảm ơn anh Tèo nha. Em đi chợ đây. Ê, có bóng thiệt không? Em chồng em đó nha. Đi đi, không hỏi nữa đâu. Cái điệu này là bao che cho người nhà chống đau trứng. Câu chuyện của tôi ai không có hiểu được đâu. Tôi biết cái quan trọng là được rồi. Nhưng mà cái chuyện này cho tới ngày hôm nay không ai chấp nhận được hết. Chuyện đó là chuyện gì? Nói chung là tôi với Như Ái không đến được với nhau đâu. Tại sao chứ? Tại vì cái câu chuyện của tôi trước đây á là nó... Thôi thôi, cái gì mà khó quá cho nó qua một bên đi. Giờ ông đi với tôi. Đi đâu? Đi đi, biết. Dạo này em với Như Ái á, tình cảm quá ha. Cũng thường thôi chị. Tám, chị hỏi này nè. Em quen Như Ái vậy á, rồi cổ có biết giới tính thiệt của em chưa? Giới tính thiệt của em? Sao nay tự nhiên chị lại hỏi chuyện đó? Thôi mệt quá, chị nói cho chú nghe nè. Ở dưới đây á, người ta rồn rần rần chuyện của chú á, giờ chị không biết phải trả lời sao cho đặng luôn á. Chị Bảy à, chị đừng quan tâm thiên hạ nói gì hết. Em sẽ sớm cho mọi người câu trả lời chính xác. Chị và gia đình đừng lo lắng cho em nha. Mai mốt em về rồi mình nói chuyện nha chị. Dạ, thôi nha chị. Con Đường Đường là một diễn viên có tiếng, mà sao lại đi quen với một thằng nửa nạt nửa mỡ như vậy được? Ai nói ba vậy? Trên mạng đưa tin tùm lum kìa. Ba à, đó là chuyện của ngày xưa. Cái thời còn trẻ đâu có biết mình muốn gì, cho nên mới vậy thôi. Trẻ sao thì lớn như vậy. Ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính có vợ con không nghe hả? Con nói ba rồi mà. Hồi nhỏ khác, lớn lên khác. Con tin là Thanh Long không phải như vậy. Chắc là nó bỏ bùa mê thuốc lú về cho con rồi hả? Bùa mê thuốc lú gì ba? Là con của anh trước mà. Trời ơi, lại có vậy nữa hả? Mày không thương ba hả con? Ba, thương ba thì con thương ba nhiều chứ. Nếu thương ba thì con đừng có dính với nó nữa. Nhưng mà chuyện này thì không được. Con đã quyết định rồi. Con thích Thanh Long. Con và anh sẽ thành một đôi sớm thôi. À, chuyện tình cảm của con á, ba để con tự quyết định nha ba. Bây giờ con mệt rồi, con lên nghỉ trước đây. Như Ái, Như Ái, con với cái có sao không? Dạ. Như Ái có đau lắm không? Thôi đi, nông đỡ về. Tiếp
tim mình lúc đó đập mạnh muốn rớt ra ngoài luôn là sao? Nhưng mà trước đây thì sao? Mình là ai đây? Thiêm Mai, vụ gì vậy? Sao nhà Thiêm có khách, Thiêm còn ở đây? Khách nào? Con đâu biết, con cái chú đưa hỏi thăm nhà Thiêm á. Ai? Con thấy cái ông đó giống như trên Sài Gòn vậy nha, ông gấp dữ lắm luôn. Ai vậy kìa? Lên xe, chở về nhà cho lẹ nè. Nhanh lên, con biết con có khách nào. Đây. Chào anh. Ủa, anh kiếm ai vậy? Tôi kiếm anh chị Hai Lúa đó. Tôi là vợ Hai Lúa nè. Anh kiếm có chuyện gì không? Vậy thì tốt rồi, chào chị. Tôi cần nói về Thanh Long nhà chị. Mời anh vô nhà. Gì gái? Nói. Tại sao mấy này tránh mặt tôi? Tôi Long lợi dụng tôi xong rồi, Long có ý đồ chối bỏ trách nhiệm đúng không? Như gái à, nhỏ nhỏ tiếng đi. Ở đây á có người ta đi ngang, nhìn thấy kỳ lắm. Tôi cứ nói cho cả thiên hạ nghe vậy đó. Thanh Long vô tâm, chia tay bạn gái tin đồn. Như gái, thật sự là ái không hiểu được chuyện gì đâu. Nói chung là tôi với ái không đến với nhau được. Tại sao? Trừ khi là Long có người yêu rồi tôi mới từ bỏ thôi. Tôi chưa có người yêu. Nhưng mà thật sự á, đừng nói thêm gì nữa hết á. Tôi biết mà, ai cũng có một thời nông nổi hết. Tại vì Long theo bạn bè nên mới có suy nghĩ lệch lạc như vậy thôi. Chứ tôi thấy Long đàn ông mà. Long cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi sẽ thấy tôi nói đúng. Đó, tôi nói thẳng với chị giờ đó. Con gái tôi đường đường là một tiểu thư đại cát, mà đi quen với thằng Thanh Long á, coi sao được. Anh nghĩ sao? Anh nói sao mà thằng Thanh Long nhà tôi anh coi không được? Ai mà không biết nó là bóng. Nè, anh vừa phải thôi nghe. Nãy giờ là tôi tiếp chuyện với anh là lịch sự đó. Anh đừng có nói chuyện ngang ngược kiểu đó. Con trai tôi biết. Nó trước đây á thì con tôi nó hơi yếu đuối một chút. Nhưng mà bây giờ á, nó là đàn ông đàng hoàng, phải không Tèo? Đúng rồi. Chị nói vậy là sai rồi. Càng ngày nó sẽ càng lộ ra. Chuyện giới tính á thì á, ở trên thành phố đầy hết trơn á. Nhưng mà con tôi biết, nó là trai tráng đàng hoàng. Vài bữa nữa nó cưới vợ, nó sanh con, cho tôi có cháu ẩm cháu bồng luôn đó cho anh biết. Được như vậy á thì tôi cũng mừng cho chị. Nhưng mà tôi nói thẳng á là tôi không muốn á con như ái nhà tôi á quen với một thằng á đàn ông không phải đàn ông, mà đàn bà không phải đàn bà. Cái gì? Anh nói cái gì? Không phải đàn ông, không phải đàn bà. Nè, tôi xin lỗi anh. Tôi không thể tiếp chuyện được với anh nữa. Anh nói câu nào nghe cũng chói tai hết trơn á. Tôi mời anh về cho. Về thì về, chị không cần đuổi. Tôi xuống đây á, chỉ nói cho gia đình chị biết. Đũa mốc mà trời mâm son. Anh nói cái gì? Trời ơi, thế bài. Chú làm ơn làm phước chú về em con cái đi. Lát thằng bảy cò nó hay chú xuống đây mà nói em nó còn vậy hả? Nó qua nó mút chú luôn á. Về thì về. Hồi nãy mày chở tao vô á thì giờ mày chở tao ra bến xe đi. Thôi chú ơi, nãy con tưởng chú xuống đây chơi hay thăm bà con thì con chở chú. Giờ chú xuống đây chú nói bạn con vậy con nóng đỏ lỗ tai luôn á.
lát chở chú ruộng nóng quá lũ xuống ruộng sao? Hả? Thôi tao tự về. Tức thiệt chứ. Tám Toàn, về quê liền cho má. Tại sao ba lại tự ý xuống nhà người ta như vậy? Con không chấm dứt với nó, ba phải xuống kiếm nó để yêu cầu nó chấm dứt với con. Ba quá đáng lắm ba biết không? Con đã nói với ba rồi, chuyện tình cảm của con á, ba hãy để cho con tự quyết định. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Tốt cho con? Tốt cho con mà ba độc đoán với con như vậy hả? Con lớn rồi, con biết mình phải làm gì. Đường công danh con đang tiến triển, con lại quen với đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề, rồi người ta sẽ bàn tán ra sao? Người ta nói con là không biết nhìn người. Rồi á, đường công danh con chấm hết á, là con có sợ không? Con không sợ gì hết. Sao con cứ binh nó hoài vậy? Ba à, từ trước tới giờ bất kỳ chuyện gì con cũng nghe lời ba hết. Nhưng chuyện này con không nghe theo lời ba được. Con... Ba bỏ cái tính độc đoán và cố chấp của mình đi. Chính vì cái tính đó mà mẹ mới bỏ đi đó. Đó, giờ chuyện nó sùm vậy đó. Tía con Như Ái xuống tận đây gặp má. Bây giờ con tính làm sao? Dạ, con xin lỗi má. Tám, bây giờ em sao? Em cũng không biết làm sao nữa. Nói gì kỳ vậy Tám? Con phải hiểu bản thân mình đang muốn cái gì chứ. Nói vậy sao được? Thiệt ra trước đây con là... Không có nói chuyện trước đây. Nói bây giờ đây nè. Bây giờ con tính làm sao? Phải quyết định để còn tính tương lai nữa. Tám, anh nói thiệt luôn đó nha. Em có làm sao đi nữa anh cũng chấp nhận. Nhưng mà bây giờ em lớn rồi, sự nghiệp thì em cũng đã có. Mình phải thể hiện rõ đi, để cho ta không nói ra nói vô nữa. Đúng rồi đó, anh Bảy mày nói đúng á. Má nói thiệt á, là má cũng muốn có con dâu lắm. Nhưng mà nếu thiệt sự bay không muốn cưới vợ thì cũng không sao hết. Mà phải nói rõ ràng với người ta. Con phải nói như Như Ái, để tía nó không có xuống đây kiếm chuyện với má như vậy nữa. Thôi thôi, bây giờ con đang rối trí lắm rồi, đừng có ai hỏi gì con nữa hết á. Tám gì vậy? Tôi thích Long, được chưa? Ái đừng nói giỡn nha. Tôi nói thiệt mà. Chuyện ngày xưa của Long á, tôi biết. Nhưng mà sau thời gian tiếp xúc á, tôi hiểu con người thật của Long mà. Long biết mình là một người con trai đàng hoàng. Nhưng mà đôi lúc Long không có dám can đảm để mà thổ lộ tình cảm với một ai hết. Vì nhiều chuyện trước đây của Long, nếu mọi người biết được sẽ e ngại và xa lánh. Nhưng mà bây giờ tôi không có e ngại. Ai thì Long tin, chứ Ái Long hoàn toàn không tin đâu. Ái là một người xinh đẹp, lại là một diễn viên nổi tiếng, thì xung quanh của Ái có biết bao nhiêu người đeo đuổi. Người như Long thì làm gì có cơ hội chứ. Thôi mà, đến ba Ái còn phải chịu thua Ái, sao mà Long thắng được Ái? Nhưng mà thôi, không có nhân vậy gì hết á.
Ái đã qua với Long nhiều rồi, bây giờ Long phải lại với Ái, như vậy mới huề. Anh sẽ không bỏ cuộc, anh nhất định sẽ chờ em. Anh chờ được bao lâu chứ? Bao lâu anh cũng chờ, ngàn năm anh cũng chờ em. Anh về đi. Đừng bỏ anh, anh yêu em nhiều lắm. Alo, Ái nghe nè. Như Ái hả? Long có chuyện muốn nói với Như Ái. Long nói đi. Long thích Ái. Lên gọi nè. Mày đi lẹ lẹ giùm tao ba đời á, mày lâu quá trời lâu vậy. Đâu được đâu anh hai, hạ thủ bất quần, đụng một con là trộn một nước. Non cờ hay già cờ hay không là ở cái nước đi, đâu khơi khơi được. Đánh con nửa cờ à, mà mày uống chừng 10 ly nước rồi đó. Rồi đánh hết bàn cờ này chắc tới giờ nào mới xong, tới chiều hả? Từ từ, bây giờ nha. Con này không được, non cờ lắm. Đây hở sườn liền. Rồi giao lại nha, bây giờ đụng con là chọn nước nha. Dạ đương nhiên rồi. Ừ. Đương nhiên rồi, quân tử mà. Bây giờ là chưa đụng nha. Có nghĩ đi mày. Ủa sao vậy anh hai? Quánh bàn cờ gì mà mày suy nghĩ, chắc tới chiều mới xong bàn cờ này quá. Nãy giờ tao mất tiểu muốn chết luôn vậy. Sao anh hai không đi à, nhìn anh chi? Thì ráng chờ bàn cờ này xong đi luôn nè. Mày chờ mày hoài cho sao tao chịu nổi. Vậy không ấy bây giờ anh hai đi được em ngồi em đợi. Thôi khỏi đợi đi. Sao hả? Tao đi lâu lắm á. Đi làm gì lâu? Thôi nghỉ đi, tao không có chơi nữa. Tính ra cây hay luôn vậy? À, điệu hổ ly sơn nè, đưa ngựa đây mình để bên đây, ông thọc nách bên đây, ông chiếu quý nè. Hồng ơi. Dạ. Có gì mà anh hai? Ủa đường dạo này xuống giá lắm hả? Cũng đâu có xuống giá đâu, sáng em mua cũng vậy à. Cũng vậy sao pha cà phê ngọt quá vậy? Ngọt lắm hả anh? Thì nó cũng ngọt lắm, giống như chè, giống như chè đậu đen vậy đó. Chết mồ rồi. Chắc hồi nãy em pha 2 ly mà cái ông khách kia ổng uống hơi ngọt á, chắc em pha lộn á. Mối mang mà làm kiểu này chết rồi. Mấy em bỏ thêm cà phê cho anh cho nó bớt ngọt nha anh hai. Thôi uống kiểu đó mất ngon. Điền đi. Thôi đừng giận em nha anh hai. Được nè. Lỡ con lần mà. Nghỉ uống thôi chứ giận hờn gì. Ngoài kia trời lất phất hạt mưa, mấy con dê nhỏ cất tiếng kêu ngoài nhà viên. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng bay trong gió, bao nỗi niềm riêng chồng chất giữa tim sâu. Tăng 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 nắng nắng ta đăng tăng tăng. Mỗi chiếc lá bàng rơi như con thuyền nhỏ trôi ngược dòng về bến hẹn xa xưa.
Bà Tư. Chứ đứa nào chơi kỳ vậy? Đứa nào? Ông làm gì vậy? Tôi kêu bà cả chục tiếng vậy. Đang nghe cải lương mà. Vụ gì vậy? Cái nón tôi bán ở đó đâu rồi? À, nón nào? À, nón ông hả? Ngoài hè, treo ngoài hè. Quỷ thần thiên địa ơi, cái nón tôi bà đem mà treo ngoài hè cho ma đậu quá hả? Không, giặt. Giặt phải phơi chứ, phơi khô phơi ngoài á. Nhưng mà giặt cũng phải đem để chỗ cũ cho người ta chứ. Chưa khô sao để chỗ cũ? Lần sau á, đồ tôi để đâu á, làm ơn làm phước để y đó cho tôi nha. Đừng giờ tới giờ lui. Bốn lần tôi cần tôi kiếm gần chết. Giặt cho không cảm ơn là lối ôm sộn. Khó, khó quá trời quá đất. Nói cái, mười cái. Không bỏ một câu nào hết. Bà. Dép bị để vô hầy. Kệ tôi. Đừng đá động tới ba đồ của tôi nữa. Đồ đạc trong nhà, trong cửa, để đâu để đó. Ở không quá tối ngày, dời tới dời lui, kiếm riết phát quạo luôn à. La hét nói sao khó, khó này khó nọ. Ông la chịu nổi không? Cái nói người ta vậy đó. Tự nhiên đem đi giặt rồi đem máng ngoài hè. Ở nhà riết chắc khùng quá. Lội ra ngoài chút cho nó mát. Ủa đôi dép đâu rồi? Bà Tư! Gì? Đôi dép đâu rồi? Giặc ơi! Trời Phật ơi! Ai sai ai mượn bà? Đồng lao không à? Tía! 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 Trời Phật ơi! Cái gì vậy bảy? Dạ! Có lái heo tới. Lái heo tới mày tiếp đi! Kêu tao chi? Không phải! Người ta muốn gặp tía thương lượng lại giá cả. Thương lượng cái gì? Thì tự con giải quyết đi. Lớn rồi chứ nhỏ nhít gì nữa đâu. Hở chút cái tía, hở chút tía. Không phải tại người ta đưa giá thấp quá, không có hợp lý. Nên con muốn để tía nói chuyện với người ta. Được giá thì bán. Còn thấp quá để dành bằng thịt ăn. Dạ, vậy để con đi nói chuyện với người ta. Mai mốt thì chuyện gì tự giải quyết đi nghe. Đừng làm phiền tao nữa à. Dạ, biết rồi tía. Tía đi. Sáng sớm rồi thấy không vui rồi. Mang mới qua. Sao rồi? Dạ tiền bán heo mất. Bán heo được giá không con? Dạ kỳ kèo dữ lắm. Mới được giá mình mong muốn. Ôi rồi tía bay đâu rồi? Dạ ông ngoại kìa. Con mới vừa bị chửi xong. Hả? Sao chửi? Con nói tía, tía ơi đi trả giá heo giùm con đi. Cái tía nói tự quyết định đi. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng kêu, cái gì cũng ghéo. Dạo này tía bày sao? Hỏi chút là cọc, hỏi chút là cọc à. Hôm qua má cũng bị chửi nè. Má cũng bị nữa hả? Ừ, chứ ông ngán ai không chửi. Tía ngày sau nóng tính dễ sợ luôn á nha. Thôi để mai má ra chợ mua nước mát về cho ông uống thử coi sao. Dạ. Ủa mà được không nước mát? Cũng hên xui thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nóng gì mà nóng quá trời. Nóng như lò lửa vậy ai chịu nổi. Nếu vậy má phải mua nhiều nhiều vô cho tía uống đi. Như nó lửa luôn chứ không phải lò lửa nữa. Anh Hai Lúa dạo này sao anh khó chứ sợ luôn. Hồi đó anh khó một, bây giờ anh khó tới 10. Sao em nghe nói ha, mấy người ở lúc trẻ khó sao dễ, đâu thấy ảnh càng ngày càng khó hơn. Hôm bữa có ly cà phê vậy à, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà cũng giận. Rồi bữa giờ đâu thèm ghé uống cà phê gì đâu. Vậy luôn hả? Vậy không phải mình nên cô đâu, tôi cũng vậy nè. Biết bao lâu nay anh có gọi cà phê cà pháo gì đâu, không gọi quánh cầu anh kiết gì luôn. Bởi vậy mai mốt nói chuyện với ảnh cẩn thận để ý một chút đi. Thôi ảnh làm lớn anh khó chịu. Mình phận làm em mốt mình chịu khó là xong thôi. Chị bởi vậy chứ lại đây em bán cà phê chứ. Lúc nào cũng chịu khách chứ bộ. Mua bán lô mua bán chụm đầu châu mỏ nhiều chuyện gì đây? Anh hai, anh hai uống cà phê ha.
Ủa nào tới giờ cô uống cái thứ khác đâu mà hỏi chi cho nó hao hơi tổn tướng vậy? Em pha liền. Gì anh? Nhớ bỏ đường, ba chấm. Nhớ rồi, ít ít đường. Đừng quên chứ. Không dám đâu. Cười sao thấy nham nhở quá. Này gió mà khó quét dữ vậy trời. Quét cứ ba vậy sao quét. Coi kìa. Khỏi quét luôn. Ủa ông sao vậy? Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Sao tôi thấy mệt trong người quá trời bà ơi. Vậy hả? Giờ thấy làm sao rồi? Chóng mặt. Tim hiện đập nhanh nữa. Chết rồi. Khó kiểu... thở. Kiểu này chắc phải đi bác sĩ đâu ông ơi. Để tôi kêu bãi cò nó chở ông đi nha. Ngồi nghỉ tôi rót trà cho uống. Đã nói là không sao mà má con bà làm quá lên. Không sao cái gì. Ông nghe bác sĩ nói sao? Bây giờ sức khỏe của ông không có được như trước đâu. Phải cẩn thận mới được. Tôi thấy trong người tôi khỏe re. Ông nhớ bác sĩ dặn ha. Ông làm cái chuyện gì cũng đừng để ảnh hưởng tâm lý mình. Nhất là đừng có để mà bực bội, nóng nảy như vậy là không có tốt cho sức khỏe đâu. Ủa tôi có nóng vậy đâu. Mà đó tới giờ tính tôi vậy mà. Có. Nhiều lúc bực bội thì cũng phải la lên. Chứ đừng không la làng lên làm gì. Chuyện gì cũng vậy hết á. Cứ bình tĩnh mình giải quyết. Mắc gì mà phải la làng. Hở chút là la lên, hở chút là la lên. Phải biết kiềm chế, phải nén lại mới được. Lúc ta đang bực mình bà kêu kiềm chế. Kiềm kiểu sao? Thì cái lúc mà ông bực mình á, ông nghĩ tới cái chuyện gì nó vui vui á, cho nó không có bị bực nữa. Có gì đâu mà vui. Ví dụ như là ông nghĩ tới tôi nè. Thím Hai, thím Hai. Gì vậy con? Dạ, chào thím Hai. Chào chú Hai. Gì không con? Dạ, má con kêu qua xin ớt. Chờ thím Hai chút nha. Ba mày chùm ăn ớt. Thôi ta kiếm vài cái hột ớt là giải đi nó mọc lên đó mà sưng ăn. Ai chảy cái đầu cho mày mà tự nhiên vậy? Hả? Có hai cọng râu y như con tôm càng nè. Hả? Gia đình đi ăn ớt mà mặc đồ toàn dưa hấu không? Nè, ớt nè con. Dạ. Nhiều đủ không? Thì mai ra vườn hái thêm nghe. Dạ, dạ đủ. Dạ... Con chào thím Hai về. Về đi con. Dạ. Con này làm gì nó sợ tôi như sợ cọp kìa. Tự nhiên gặp nó tóc chạy. Tại cái mặt ông nhìn ngầu quá mà đứa nào không sợ. Tôi còn sợ. Ngầu gì đâu ngầu. Mặt tôi bình thường mà có ngầu gì đâu. Tôi nói bình thường còn đỡ. Ông mà khó chịu trong người một chút hen. Chèn ơi, tôi nói nhìn cái mặt hen. Tôi còn ớn ốc chứ đừng nói mấy đứa nhỏ. Mấy đứa con nít trong xóm này đứa nào nó không thích tôi đâu. Nghĩ con nhỏ này nó làm sao đâu. Ăn miếng đi. Không ăn đúng không? Không ăn má kêu ông Hai ra bắt bây giờ nè. Ông Hai nó không chịu ăn nè ông Hai. Mày kêu ông khác ra hụt đó đi mày ơi. Vô tao làm chi? Ông cười. Anh Hai, em lỡ đụng anh, em không thấy anh. Đâu có sao đâu, cô đâu cố ý đâu. Dạ, em cố ý. Thôi vô làm cà phê uống đi. Dạ dạ, uống như kỹ, ít đường hả anh? Đúng rồi, y như cũ, đường ít. Kỳ ta. Ai cũng nói mình khó tính, ít cười.
thấy cũng bình thường. Cười gì cũng được nè. Má mới qua. Ờ, bé con. Ờ, hình như con đổi thức ăn khác cho heo hả? Dạ đúng rồi má, người ta nói cái loại này tốt lắm nên con thử. Chị ơi gan dữ. Tía bay mà không biết được ông rầy chết á. Nhưng mà ai cũng nói xài loại này tốt lắm. Tốt đâu thì má chưa thấy. Mà chuẩn bị á, dính hay cái lỗ tai lên nghe ông chửi nè. Ủa giờ tính sao giờ má? Thì ngay cái lúc ông chưa biết đây nè. Cái này đi đổi đi. Dạ ổi. Bye. Tía. Đổi thức ăn cho heo hả? Dạ. Nghe nói cái loại này mới á, nó tốt lắm tía. Tôi mới biểu nó đi đổi liền á. Tía, dạ, thôi để đi đổi lại cho tía. Thôi khỏi. Hả? Thử coi sao. Nói thiệt hả? Bác sĩ có dặn, tính tình bớt nóng nảy lại. Nóng quá nó không có tốt cho sức khỏe. Nó dễ bị lên huyết áp, tim mạch. Cái thứ hai nữa, bây giờ tôi là trụ cột trong gia đình, mà tôi không vui, tôi quạo thì cả nhà không vui. Bởi vì tôi đã nhận ra, khi tôi quạo quọ thì mọi người đều xa lánh tôi. Tôi biết được cái đó. Thành thử tôi hứa với bà, từ rồi sắp tới tôi sẽ vui vẻ với gia đình, với bà con lối sống. Trời đất ơi, sao anh Hai Lúa dạo này tự nhiên cái ổng dễ tính thì rõ luôn nha. Hôm bữa đụng ổng cái mình sợ muốn té xỉu luôn. Mà ổng cười, trời ơi mình không dám tin. Vậy luôn hả cô? Ừ. Chú cũng vậy nè. Bữa nọ đó, chú Hai điện chú Ba là hẹn quýnh cờ uống trà. Mà trời ơi, coi như là cho ổng leo cây thang mỏ bò lắng bóng luôn á. Mà bước qua ông không có giận gì hết, ông cười, ông hỏi thăm cho nội thành phố khỏe không nữa. Trời ơi, chú Ba quýnh cờ mà chú Ba phân tâm. Không biết là ông trở tướng lại lúc nào, hồi hộp muốn chết luôn đó. À, quên. Bữa hôm mấy cò đó có tâm sự với con. Là hôm trước là chú Hai đi khám bác sĩ á. Xong rồi bác sĩ khuyên chú Hai là lớn tuổi rồi không có được nóng giận nhiều. Không thôi là nó bị... cao máu. Lên huyết áp, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà theo con để ý chú Hai á, con hiểu tính chú Hai thì... chú Hai thay đổi, không có lầm lì lì, mặt khó chịu vậy, đặng cho mọi người mà dễ gần hơn á. Chứ chú Hai cứ mặt nó hoài, con cũng không dám nói chuyện chú Hai, không dám kể chuyện gì nghe luôn á. Không phải vậy đâu con, tính nết một con người không thể một sớm một chiều mà thay đổi được vậy đâu. Vậy chứ sao? Theo chú Ba biết á, là cổ nhân có câu là nhất kiếp phân thân vạn kiếp bất phùng. Là sao chú Ba? Tức là cái người mà sắp theo cái diện đoàn tụ á là hay có đổi tính đổi nết lắm. Cái gì? Anh Hai tính chia tay sợ lá đi đi xuất cảnh à? Ồ. Ủa vậy là chú Hai tính đi nước Mỹ hả chú Ba? Không phải nước Mỹ, nước muối á. Là sao? Là đi xuống dưới bán muối á. Chà, bậy bạ mà ông nghe ông chửi chết rồi, nên giờ ông đang vui cỡ nào chứ. Đúng rồi chú Ba ơi, chẳng qua chú Hai nhận ra một điều, thay đổi gì mọi người cho bà con người ta vui vẻ vậy mà. Nói cũng đúng thôi, chứ ví dụ gặp cái người mà ta thoải mái, ta vui vẻ, mình nói chuyện mình cũng thấy nó vui phải không? Mình thấy nó cũng nó không có gì áp lực. Còn cái người mà lúc nào cũng lầm lì lì, mặt không nở nụ cười thì nhìn thấy khó chịu, không muốn nói chuyện, tránh xa đi. Đúng rồi, mấy bữa mặt chú Hai hầm hầm, con có chuyện quá trời luôn mà đâu dám kể đâu. Còn gì nữa? Mới thử lòng mà hai người thương không dữ hả? Gì? Chú nói chơi vậy thôi, chứ ổng mà có trăm tuổi già đó, ta mừng từng chung với ổng luôn đó. Chỉ mong á là ổng đổi tính đôi nết, ổng hiền vậy nè cho đến già luôn là sẽ lấy mình vui biết chừng nào con ha. Đúng rồi. Bà trời á, rảnh không mày? Dạ rảnh. Qua đánh cờ chơi. Đi hả? Thì anh xem cờ sẵn đi, em qua liền 1 phút 30 giây. Ta chuẩn bị cờ nha. Trà, bánh mứt đàng hoàng nha. Lẹ. Nói chuyện ai hả? Rủ bà đời qua đánh cờ chơi thì tôi chỉ có điện thoại cho bà đời với Tư Ếch rồi đánh cờ với điện ai. Có sao không? Sao đâu, hỏi vậy thôi mà. Rảnh không? Chi? Chấm mình trà uống rồi. Có cần chuẩn bị bánh mứt gì không tôi lấy luôn. Tùy lòng hảo tâm. Đậm chút nha.
nói qua liền, qua liền, qua liền. Ngồi chờ nó muốn mục xương thiệt chứ. Thì vô đây coi mày làm gì vậy? Anh hai nhẹ nhàng tình cảm thôi. Anh hai đừng có nặng lời. Nó giục, nút ve ve đó. Mày nói mày qua liền. Tao ngồi đây tao chờ mày, tao uống nãy giờ hai bình trà rồi đó. Số là vậy nè, có hẹn với anh hai. Gà qué heo cuối sông sải. Trời đất ơi, trên đường đi ông rượt em quýt điếu hết trơn luôn. Chạy bún cũng tay chân luôn nè. Ai rượt mày? Thì cái ông mà rượt mà không chạy là không xong đó. Mày biết tao tháo rượt hả? À, ông đó, anh mới nhắc gì? Cứ im im lại nữa nè. Bớt chưa? Nó hơi kèm, hơi dằn xuống rồi. Mình nhẹ nhẹ thôi nha. Đánh cờ được không? Trời ơi, em đánh cờ bằng cái trí tệ với bằng cái tay chứ đâu đánh khúc dưới đâu. Không sao. Chiếu đỡ nổi không? Mà té đó. Chiếu phải không? Ừ. Để mới chống xỉ cái hả? Xỉ đi. Không chưa? Rồi chiếu đi. Chiếu mày nè. Cái gì vậy? Em mới bước vô chưa đụng bằng cờ sao anh chiếu pháo đầu được ta? Trong thời gian chờ mày nãy giờ tao đánh giùm mày mấy nước rồi đó. Trời ơi, gạn tịnh nó ghê được chứ. Này ngon lắm. Bà Tư. Cái gì vậy, hết hồn vậy? Bà giặt đồ cái kiểu gì vậy nè? Giặt chung với đồ ai? Bay màu, nó lem qua cái áo tôi tùm lum nè. Bà làm ăn vậy bà coi được không? Thấy gì đâu. Đây nè. Chết. Trời ơi, cái áo tôi mới mua. Rồi giặt chung mà nó ra màu tôi không hay. Bà làm ăn cái kiểu gì kỳ cục vậy? Không, này cũng có chút xíu, đâu có nhiều đâu. Chút xíu cái gì? Một bệt gì mà chút xíu hả? Thì để mai tôi tẩy cho. Tẩy liền bây giờ nè, không có mai mốt gì hết á. Trời ơi, mà vũ trời. Thì để tôi tẩy. Ôi mà nóng quá vậy. Bác sĩ dặn rồi nhớ không? Nhớ, nhớ cái câu bác sĩ dặn đó. Mới dặn từ hôm qua tới nay đó. Bao nhiêu chuyện dồn dập, thần tiên cũng nổi điên chứ đừng nói chi hay lúa. Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ, cây lúa trổ chờ nước đổ trên nguồn. cái gì vậy cỏ? Chú ba, con làm gì con chạy như bay vậy cỏ? Con về đổi phân. Đổi phân gì? Dạ phân bón. Con đổi phân rồi. Con định qua nói má con biết. Cái bây giờ con phải chạy dạng đổi lại. Ủa là sao? Đổi rồi rồi đổi lại là sao không hiểu? Ủa chú ba hả? Thì chú ba đời con tưởng đâu mọi chuyện trên đời này chú thông hết mà sao giờ chú hỏi con? Trời đất ơi, chú có ba đời chứ phải mười đời đâu mà hiểu hết. Có khi con câu chuyện bên đó nó nằm trong cái bảy đời đó. Hiểu không? Dễ sẽ rõ hơn coi. Dạ, tức là tiến trở lại rồi. Cái này điếc luôn nè, là còn có hai đời thôi đó. Khó hơn hồi nãy nữa. Mày nói sao nó còn có đời tao lụm mày luôn nha. Là tiến khó đánh trở lại rồi. Trời ơi, bây giờ chết chú rồi nè. Ê chú ba, bây giờ nó lây rồi nè. Cái gì mà cái liên quan gì tới chú? Cái rối của mày nó lây qua tao rồi nè. Là bắt đầu con không hiểu nè. Không hiểu phải không? Chú giải thích nè. Tối qua ông già tía mày á, dạ, điện cho tao. Nói sáng nay hai anh em mình quánh đánh cờ lúc 7 giờ. Dạ. Tao tưởng ông tính cũ, tao tưởng ông chưa trở lại. Chú thông cho ông ăn lạc, sáng nay tao tắm cho thím ba bay. Ủa? Ghê vậy? Sáng nay chú tắm heo cho thím ba. Rồi chú cho gà thím ba ăn. Cho gà, rồi chú mới tèm tèm ra ngoài giếm hồng uống ly cà phê. Bây giờ là wow. Bây giờ 10 giờ. Đó, chết chưa? Bây giờ mới đi lánh nạn trốn ông đi. Con cũng phải về đổi phân trốn ông đi nha. Dạ. Bảo vệ tính mạng mà nghe. Dạ dạ. Chúc chú bình an nha. Bình an ông nội sao cho bình an. Trễ 3 tiếng hồ bình an chị. Bây giờ cái chuyện này xác lỗi xong về. Xong đâu rồi lỗi. Chứ mình bộ đồ này trốn ở đâu không thấy chứ hiểu không? Dạ dạ. Lẹ đó đi. Ủa? Tí mình chứ đâu phải tí chú ba đâu mà. Sao chú ba sợ dữ vậy ta? Trời ơi, tía đã trở lại rồi. Ơi, cái mồng tơi này mới hái đây mà sao nhanh héo dữ trời. Tím ơi, tím ơi. Ôi, ngoài đây nè. Ủa, má đâu? Đây nè, trời ơi, làm má. Gì mà la ông ống vậy không biết hà. Má ơi, má. Cái gì vậy? Má. Làm gì vui vậy, trúng số hả? Còn hơn trúng số nữa má ơi. Vụ gì? Thằng Tám nhà mình được đề cử giải diễn viên đặc biệt. Thiệt hả? Dạ. Chàng ơi, con trai tôi thành diễn viên đặc biệt. Dạ. Trời ơi, con trai tư măng là
phải vậy chứ, phải đặc biệt mới được chứ. Trời sao mà vui quá, sanh được thằng con, trời ơi, sao mà hạnh phúc quá, sao sung sướng quá. Ê, má phải đi nói cho tía bay hay, ổng mà biết tin này, ổng vui, ổng mừng lắm luôn á. Trời ơi trời. Ủa má, nào giờ con cũng đặc biệt vậy? Ờ, mày cũng đặc biệt, nhưng mà đặc biệt làm ruộng. Dạ, em nghe là anh Bảy. Ủa, có tía má nữa kìa. Dạ, con chào tía má. Ê Tám, sao được đề cử giải thưởng diễn viên gì đó không báo tía má biết vậy? Ờ, đúng rồi đó. Được thì phải báo cho tía má biết, tía má mừng chứ con. Dạ từ từ đi tía má, chứ báo sớm rần rần lên vậy á, lỡ con không có đọt giải á, con quê lắm luôn á. Quê gì? Báo cho tao biết, nãy là nhắn tin, tao ủng hộ cho, mình chọn đồ mấy đông đông chứ. Đúng rồi đó. Nè, để má chạy ra chợ nghe, kiếm má báo tin cho mọi người hay, để mọi người bình chọn cho con. Nghe. Dạ, con biết rồi. Nhưng mà con thấy á, để từ từ con đoạt giải đi, xong cái con đem giải thưởng về cho cả nhà mình một bất ngờ lớn luôn. Chà, bữa nay nói chuyện nghe chững chạc ghê ha. Anh Bãi á, mới cho má coi cái hình con chụp á. Trời ơi, đẹp trai quá, đẹp dễ sợ luôn á con. Thì con trai của má đẹp quá. Trên đời này, thế giới này, tôi chưa thấy cái người nào mà đẹp mà dễ sợ đó. Đẹp dễ sợ chứ không ai dám đẹp đâu. Bởi vì đẹp giờ mới sợ, như sợ ma đó. Tía, suốt ngày thấy tía chọc má hoài luôn á. Chọc cho vui con. Ông mà bữa nào không chọc má, ông đâu ăn cơm nổi. Ừ. Vậy thôi nha Tám, bây giờ anh chạy đi báo cho bà con hàng xóm biết, có gì anh điện thoại lại nghe. Dạ, cảm ơn anh Bảy nha. Dạ, con chào tía má. Ơi bà. Bye. Tía má, bây giờ con chạy qua bên bạn của con với bạn của thằng Tám, cho mọi người biết để mọi người bình chọn cho nó nha. Đi đi con. Gặp ai báo nấy nha. Trời ơi, sáng sớm có tin vui này, chắc vui cả ngày luôn á. Trời ơi, có thằng con nổi tiếng sướng quá. Nè 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 nè. Nè, bây giờ á, hai người á, bình chọn cho anh Tám bài nha. Bình chọn xong, cái mình like và mình share ra nhiều nhiều nha. Trời ơi, like, share. Bảy cò nói tiếng Anh như gió vậy. Gì sao? Ê ê ê, đâu mày nói nguyên câu bằng tiếng Anh, cái câu nãy mày mới nói cho tao nghe đi. Tiếng Anh của em là như gió, mà tiếng có tiếng không. Ủa ghê mày, vậy là cái nào có là nói tiếng Anh, không có là nói tiếng Việt. Ôi trời à, chứ vợ chỉ có nhiêu đó thôi. Ủa, mà hai người bình chọn cho Tám tặng chưa? Xong hết trơn rồi. Đây nè, đợi mày nhắc à, ta làm bữa hổm rừng. Mấy này ha, khách tới sửa xe với đi xe ôm, tao kêu lấy điện thoại ra, lái xe ăn cái rồi mới làm đó. Trời ơi, quá đã. Cố gắng tranh thủ nha. Mà công nhận nha, em Tám á, làm rạng rỡ xóm xẻo lá mình ghê luôn á. Chứ sao, con không hay lúa mà. Đi đâu mà mất biệt mấy ngày nay. Một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho mình nữa. Có khi nào bị bệnh hoạn gì không, không biết nữa. Alo. Đang ở đâu vậy? Tôi đang đi du lịch. Đi với ai? Đi hồi nào? Sao không báo cho tôi biết? Trời ơi, sao tự nhiên tôi phải nói cho ông biết? Ủa mà sao tự nhiên cái cáo lên với tôi là sao? Ờ, hãy đi vui vẻ nha.
biết ngay mà. Đi du lịch mà không báo cho mình một tiếng nào hết. Đi với ai mà giấu cả cộng đồng mạng luôn, mà cũng không cho mình hay biết tiếng nào hết. Chắc chắn là đang đi với ai đó nè. Mình bị gì vậy trời? Có liên quan tới mình đâu. Kệ, đi với ai kệ, không quan tâm. Mở phim coi, giết thời gian được không? Hay quá, xuất sắc nha. Như vậy mới đúng chứ. Anh có vui dữ rồi. Hả? À? Cái vui dữ rồi. Thằng Tám, nó lọt vào top 3 rồi em. Cơ hội cao lắm rồi nghe. Thiệt hả? Ừ. Nè, coi đi. Trời, Tám giỏi dữ trời. Anh gọi điện chúc mừng chưa? Ông quên, để đi. Gọi cho em nó mừng. Tám. Ủa, sao lọt vô top 3 mà mặt cứ buồn dữ vậy? À. Dạ không sao đâu chị. Chắc tại hôm nay em quay nhiều quá cho nên em mệt thôi. Thôi, vậy ngủ tiếp đi ha. Dạ, em biết rồi anh Bảy. Ba nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Chắc đêm qua nó quay xuyên đêm á nên nó buồn ngủ. Đó, tội nghiệp, cài quá. Mà công nhận Tám nhà mình nó giỏi quá. Còn hai lúa đứa nào cũng giỏi chứ. Ê, khoan khoan, để má nghiên cứu chút nghe. Để coi hình như là con phải xích qua đây chút. Đó, đứng lại. Hình như chưa được con ơi. Hình như lên lệch rồi đó con. Phải xích trở về chút. Đó, chút xíu rồi. Rồi, đứng lại. Hình như được rồi đó. Ê, hình như chưa con ơi. Hình như là phải mày phải xích vô con xích. Ê, không phải hình như không phải xích vô con ơi. Phải xích ra chút xíu. Má. Hả, sao vậy? Con nghĩ là má nên suy nghĩ cho kỹ đi ha. Rồi má hãy quyết định là nên về trái hay về phải, ra hay vô chứ. Hồi nãy giờ má kêu con về tới giờ luôn cả chục lần thấy cũng về chỗ cũ à. Suy nghĩ nãy giờ rồi mà sao? Sao phải để nó cũng cứ sao không giữ ý mình ha. Rồi thôi vậy bá, má đứng nghiên cứu đi, chừng nào xong rồi nói con nha. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, làm cái gì mà má con bà dọn nhà dọn cửa tùm lum tà la hết trơn vậy? Tôi dọn nhà chờ thằng Tám nó về nè. Thì thằng Tám nó về mất cái gì phải dọn nhà dọn cửa? Dạ đâu có, để chiếc cúp. Để chiếc cúp thì coi cái chỗ nào trang trọng thì để nó lên. Mất cái gì phải dọn nhà dọn cửa? Trời ơi, ông nói vậy sao được. Mình phải sắp xếp lại đâu ra đó. Để cái chỗ nào để chiếc cúp lên nó phải có thẩm mỹ chút chứ. Trời đất ơi, bữa nay chơi chữ rồi nó bà Tư. Thôi đi, y cũ đi. Con nó mới nhận chiếc cúp mà sửa văn liền vậy có sao được. Lộ lắm à. Tía má. Con chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi. Bây giờ mình chờ chú Tám về rồi dọn ra ăn thôi ha. Xong hết hả con? Dạ. Sao giờ này Tám đi đâu chưa chịu về nữa chờ. Sao mà lâu tới quá ông hen. Chút về tới bây giờ đây nè. Làm gì mà gấp dữ vậy không biết. Lâu dữ vậy trời. Mấy tiếng đồng hồ rồi. Diễn viên về, diễn viên về là con ơi. Mấy đứa nhỏ đứng nhạt nhạt vô. Trời ơi. Gì giống thần? Trời gì vậy? Nghệ sĩ du lịch. Trời ơi. Cái cúp bằng vàng thiệt của người ta mày gỡ bay màu rồi sao?
Trời ơi, em ruột, anh đợi em mấy tiếng đồng hồ luôn á. Ủa, đợi chi? Đợi đón em chứ chi? Anh đã chuẩn bị cua, tôm, cá. Chiều nay ra bờ sông, mình nướng mình nhậu ha. Trời ơi, thốn kém lắm đó nha. Không sao, anh lo. Rồi, chiều thì để chiều tính. Bây giờ tao phải chở nghệ sĩ về. Tía má dòng họ nghệ sĩ đang chở nhà. Ê khoan, nhớ đi đường tắt nha. Đi đường này bà con đón nhiều lắm, tới chiều mới tới luôn á. Dạ. Ừ, nó đón là không có về được tới chiều luôn á nghe chưa. Rồi. Nhớ bà em con ơi, bà con ơi, giặt vô. Trời ơi, mình mà nói nó em ruột chắc không ai tin đâu. Để chiều nay kêu ra nhậu, phải chụp với nó tấm hình ngay giữa để mình làm ăn nữa chứ. Sao thằng nãy lâu về dữ vậy trời? Lúc gấp cũng thấy nó đầu hết trơn. Thôi để làm cho. Trời ơi, có cái bình trà mà hai vợ chồng làm gì dành chứ. Vợ có bầu thì con phải ra lăng chứ má. Với lại vợ con thấy má gót, sao để má gót được. Tía má ơi, con về nè. Ê, Tám về kìa. Ơi, trời đẹp quá con ha. Dạ. Ê Tám, hồi bữa chị coi truyền hình, chị thấy trao giải trực tiếp, chị thấy đẹp quá trời luôn nè. Mà ở ngoài nó đẹp hơn nữa. Đúng rồi đó, ở ngoài má nhìn thấy còn đẹp hơn rồi, bữa mình coi nữa nè. Dạ. Ê Tám. Dạ. Này dàn thiệt không? Nặng à, bộn tiền rồi nghe. Hơn cả ký á má. Không phải đâu. Nghĩ sao dằn thiệt mà em dám cầm ở ngoài mới sợ á. Không phải. Nói sao chứ anh thấy giống thiệt lắm luôn á. Ê rải răng cái thằng này. Trời, nó ham vàng thấy sợ luôn á. Em về không lo mà cứ ôm chứ cúp không à. Thiệt tình cái thằng này. Em mày xách vỏ nặng kìa. Xách vỏ giùm em coi. Để em xách cho. Cảm ơn anh. Có thương em gì hết trơn. Trời ơi. Rồi mày đứng lên cho nó ngồi chứ. Để em đứng vậy hả? Đứng lên. Mà xích qua được rồi, xích qua. Ngồi Tám, ngồi con. Dạ dạ. Ngồi nè, uống nước đi con. Dạ. Đi đường có mệt không? Dạ không mệt đâu má. Con vui lắm. Nè nè, uống nước vô. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Đẹp quá. Ôi, má ơi. Cái cánh nó làm tỉ mỉ quá má ha. Sắc sảo ha. Y như thiệt vậy trời. Má, giải thưởng này con xin gửi tặng cho tía má. Cảm ơn tía má đã có công dạy dỗ con, cho con khôn lớn có được ngày hôm nay. Con xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ước mơ của con. Được rồi, tía má vui lắm á. Con giỏi lắm á Tám. Cậu phải dạng đẹp không? Nghi lắm luôn á. Không, nó đẹp thôi con. Alo, Long nghe nãy. Cảm ơn ái nhiều đã gửi lời chúc mừng Long nha. Ái ráng đi, năm sau á, không chừng tới ái đó. Chúc mừng ái nha. Tám, người ta chúc mừng em, sao mặt em buồn hiu vậy? Dạ không sao đâu, chắc tại em mới đi đường xa về mệt đó. Con xin phép cả nhà, con vào trong nghỉ một chút. Tám, chưa có ăn cơm mà. Heo mà chê cám vậy á, là chắc có chuyện rồi đó. Bây giờ mình nên lên Sài Gòn hay là ở lại? Nếu bây giờ tôi tán Long chịu không? Hả? Ai nói chơi cho nó giỡn vậy? Tôi đang nghiêm túc đó. Thật sự nghiêm túc. Long chịu không? Bộ à, gu của ái lạ vậy hả?
Tôi nói giỡn á. Hả? Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà Long không chịu. Thôi đi về. Rốt cuộc câu nào thiệt, câu nào là xảo? Dạ, con lên Sài Gòn ít bữa con về nghe tí má. Nếu mà ba Lít với anh Tèo có qua kiếm con á, thì tí má cứ nói là cho con hẹn lại dịp khác. Dạ thưa tí má, con đi. Sao mà không nói về chơi cả tháng thì mới đi? Bữa nay mới mấy bữa bỏ mụn thúng muốn đi rồi. Hồi nãy á, tôi thấy nó nói chuyện điện thoại với ai á, rồi sao tự nhiên cái mặt nó buồn hiu à. Giờ đi vậy tôi nghĩ chắc có chuyện quá không. Hồi nhỏ mà nó có chuyện gì giấu tôi á thì tôi đem ma đau thần chổi ra tôi hù hết rồi khai liền à. Bây giờ lớn rồi bó tay thiệt chứ. Nghe máy giùm đi. Trời đất ơi, nghe máy đi. Nghe máy giùm cái đi. Alo. Như Ái hả? Ái đang ở đâu vậy? Gửi địa chỉ liền qua cho tôi đi. Gửi làm chi? Tôi cần gặp Ái gấp. Gặp gì? Bây giờ tôi đang bận lắm. Để khi khác nha. Không được. Ái phải gửi liền cho tôi. Nếu mà Ái không gửi thì kể từ ngày hôm nay đừng có nhìn mặt nhau nữa. Gửi thì gửi. Như gái, đi theo tôi về, đừng ở đây nữa. Ê, khoan khoan, sao vậy? Đi theo tôi đi, rồi tôi kể chuyện cho Ái nghe, chuyện dài lắm. Chuyện gì thì từ từ nói, người ta đang đợi tôi ở trỏng mà. Nhưng mà tôi không muốn Ái ở đây. Tôi không muốn Ái đi coi mắt người ta đâu. Ủa, ai nói tôi đi coi mắt? Là sao? Tôi đi gặp đạo diễn mà. Bạn cái phim mới đó. Sao rồi? Đi gặp đạo diễn có kết quả gì không? Đương nhiên là tốt rồi. Như Ái mà. Chúc mừng nha. Ủa mà Long đang ở quê mà, sao lên đây lẹ vậy? Tại tôi nghe Như Ái điện thoại nói là có người tới coi mắt Như Ái, cho nên tôi tức tốc chạy lên đây đó. Thực ra thì ba có bắt Như Ái đi coi mắt thiệt, nhưng mà Ái không thích nên không có đi. Sao vậy? Bộ nghe Ái đi với người khác nên khó chịu hả? Sao hôm bữa không nói luôn? Như Ái, có lần Như Ái động viên tôi thử quen con gái. Như Ái có nhớ không?
Long đi bác sĩ tâm lý hả? Vậy Long cũng muốn thử yêu con gái đúng không? Thật sự tôi cũng muốn cho mình một cơ hội. Như ấy nè, Long có câu này muốn nghiêm túc hỏi Như ấy. Có lần Như ấy nói thương Long là nói thật hay nói giỡn vậy? Ai nói thật? Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà Long không biết là chúng mình đi được bao xa. Ai hiểu mà. Chuyện tương lai thì để tương lai tính. Chỉ cần Long cho mình và cho Ái cơ hội là Ái vui rồi. Tám, bộ em có bạn gái thiệt hả? Dạ. Con chắc chưa? Không, hỏi kỳ cục. Con nó có bạn gái mừng cho nó chứ. Bà để tôi làm gì chứ con Tám? Thật sự ban đầu con rất là hoang mang. Nhưng khi đi khám bác sĩ tâm lý về, con mới dám mạnh dạn cho mình một cơ hội này. Đây là cái tin mà tôi thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không cầu mong cái gì hơn nữa. Đúng rồi đó, tôi cũng thấy vui quá. Để má đi chợ kiếm cái gì đó ngon ngon nấu đãi cả nhà nghe. Vậy con đi với má nha. Ừ. Dạ thôi, chị bảy ở nhà đi. Có bầu mà, em đi chợ với má được rồi. Lâu lâu em mới về quê mà. Đi với má em. Tía, Tám chở má đi chợ. Còn con á, thì con ở nhà massage da cho tía à. Đợi má về rồi cả nhà mình cùng nấu ăn cho vui vẻ. Câu này hay đó bảy. Mình sẽ nấu món canh chua với cá lóc kho tộ. Món này có thường quá không ta? À, hay là mình sẽ nấu canh giò heo với lại cá tai tượng chiên xù với lại bông điên điển xào thịt bò. Làm gì lắm nhám, mình ba ngoài này á. Không phải, Tám nó dẫn bạn gái nó về, cho nên tôi tính nấu món gì đó ngon ngon cho tụi nó ăn. Thì ăn bình thường với mỗi bữa vậy thôi. Có khách mà. Khách cứ gì, trước sau gì tụi nó cũng là con trong nhà rồi. Có sao ăn vậy đi. Có sao vậy ha? Ừ. Phải cho nó biết sống ở cái nhà này là vậy đó. Bà bày vẽ làm chi cho nó mệt. Ông. Hả? Mà nghe thằng Tám á, nó có bồ, nó có bạn gái á. Chàng ơi, tôi thấy vui trong bụng quá ông ơi. Ông thấy vui không? Vui chứ sao không vui. Mà bà biết cái công lớn nhất ai bẻ thằng Tám từ công thành thẳng là công của ai không? Ai? Con bồ nó đó. Đó, bởi vậy. Đúng là vậy đó. Bởi vậy á, tôi tính nấu cái món gì ngon ngon thằng đãi nó ăn đây nè. Vậy đó hả? Ừ. Vậy thôi bà bắt con gà nấu cháo cho nó ăn. Một món vậy thôi hả? Thì một món thôi. Nấu nhiều món làm chi cho bà mệt. Biết lo cho tôi dữ hen. Trời đất ơi, tôi không lo cho bà, lo cho ai? Biết rồi. Anh ơi. Huyến. Anh thấy make up có bị đậm không? Không, đẹp lắm. Nhưng mà hình như là nách chưa có tươi. Em giảm thêm son ha. Anh thấy như vậy là tươi rồi, không cần đâu. Chết rồi anh ơi. Gì vậy em?
mà em nổi mụn quá trời luôn. Nè, đưa anh coi. Ừ. Anh thấy đâu có mụn gì đâu. Có mụn ẩn á, anh để đi rờ lên là nó nhô nhô lên nè, thấy không? Đã gọi là mụn ẩn rồi á thì đâu có thấy đâu. Mày đẹp rồi. À, gì nữa? Thâm bụng. Ai cái thâm bụng to đùng luôn. Cái này là tại em nè. Hôm qua kêu em ngủ sớm em không chịu, cứ thức khuya nấu cháo điện thoại với anh hoài, để bây giờ than mắt bị thâm quần. Em có muốn đâu, tự nhiên em ngủ không được chứ bộ. Em lo quá. Nàng dâu có xấu xí cách mấy đi chăng nữa cũng phải về ra mắt tía má chồng đàng hoàng, huống chi là em. Không sao đâu ha. Nhưng mà em run lắm. Có gì đâu mà run, đi với anh mà. Em sợ. Em sợ gì? Em sợ tía má anh chê em. Anh mà khen rồi á thì tía má cách mấy mà chê. Thiệt không đó? 100% luôn. Anh hả? Là anh vừa bị đặt mang áo dài tay rồi đóng thùng lịch sự dữ à. Hôm nay tám về ra mắt bạn gái mình là anh chị phải ăn mặc cho chỉnh tề chứ em. Ôi mày hàng đét ơi, lỡ chỉnh tề thì chỉnh tề cho trót, ai đời mang đồ đóng thùng mà mang đôi dép tổ ong gì không. Thôi mang dài chật chội khó chịu lắm. Em cũng vậy, sao mặc đồ mới. Thôi em mà có mặc đồ mới thì cũng đâu có đẹp lên được miếng nào đâu. Nhất thứ hai mang về cho nó thoải mái. Em đẹp sẵn rồi đâu cần sửa soạn. Xạo sự quá ông ơi, con đi lẹ kìa, qua em coi phụ má được cái gì thì em phụ. Anh điện thoại cho má rồi, má nói tiếng má chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ cần anh chạy từ từ chở em qua thôi. Mà coi bộ tiếng má nôn dữ ha. Chứ sao. Cháo nè. Ủa Tám. Dạ. Múc cháo cho bạn gái đi con. Dạ dạ. Để lòng múc cháo chảy ha. Để bảy múc cho nhái nha. Dạ cảm ơn. Để lúa múc cho măng ngang. Mấy cái từ này nói sao hay bị nổi óc quá bây ơi. Múc sửa từ khác đi nha. Ủa đi xuống dưới này chơi, con hỏi ba con không? Dạ ba con biết. À con xin lỗi chuyện hôm trước ba con. Không, không sao đâu con. Cái chuyện bữa trước là chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì hết á. Tía má cứ yên tâm đi, con đã tới nhà gặp ba của Ái rồi, bác ấy đã đồng ý cho hai đứa con quen nhau rồi đó. Vậy tốt đó. Cái gì thì cái, muốn gì cũng hỏi ý kiến người lớn nha con. Dạ con biết rồi tía. Hai đứa em á là diễn viên, vậy thì chắc hay đóng phim chung lắm ha. Dạ cũng chưa chắc đâu chị ơi, có nhiều khi cả tháng trời mới gặp nhau luôn á. Trời, chắc là do mỗi đứa đóng một phim khác nhau phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, tính ra hai đứa em hay thiệt á. Yêu nhau mà cả tháng trời không gặp nhau cũng chịu được hay. Ờ. Chứ chị với anh Bảy mà không gặp nhau chắc chết thiệt á. Nhớ lắm. Thôi ăn đi con. Tự nhiên nghe không. Dạ. Tía má với anh Bảy biết sao không? Cũng may là tụi con á làm cùng nghề với nhau, cho nên á hiểu hết, chứ không có gì hết trơn á. Đỡ ghê. Em ăn đi. Oh. Dạ tại ấy thích ăn đùi gà. À vợ anh thích ăn cánh gà. Ăn với em. Vợ tao cũng thích ăn giò gà lắm nè. Ăn đi vợ. Hồi nào tôi thích ăn chân gà hồi nào. Lỡ rồi mặn luôn đi. Ờ.
Má thích ăn chân gà. Ăn chân gà ngon quá. Ngon lắm đó. Ăn đi ăn cùng bữa cơm nha. Ái nè. Dạ. Em cứ coi mọi người ở đây như người ở trong nhà nghe không? Không có được ngại đó. Dạ. Không biết sao lần trước thì không có mà lần này em run quá. Đúng rồi. Thì bị về đợt trước em với Tấm Tàn là bạn bè. Còn đợt này thì là người yêu thì nó phải khác chứ. Dạ. Hồi đó chị có run như em không? Không. Ờ. Nói nào ngay thì cũng có. Nhưng mà chút xíu hà. Bị gì á, chị với tía má biết nhau cũng lâu nên chị đỡ. Dạ. Con nhớ lần đó hả? Con bị tía đánh quá trời quá đất luôn. Ủa mà đâu phải lỗi con đâu. Lỗi của thằng Tám chứ bộ. Anh bị đánh là đúng rồi. Tại anh là anh lớn chứ bộ. Kỳ vậy. Đúng rồi. Đánh là đánh mấy người lớn đầu á. Ờ, mấy người đầu đàn á, phải không? Không phải là tụi con bị không đâu. Hồi đó má cũng mém bị đó. Tía bay á, ông bắt má nằm xuống bộ dáng này nè. Ông đòi quýnh đòn vì cái tội là bao che hai đứa đó. Vậy luôn hả má? Ừ. Em thấy bác gái cũng dễ chịu á. Còn bác trai hình như hơi khó tính đúng không chị? Không phải mình em thấy đâu. Mà hầu như ai mới gặp tía lần đầu á cũng nói y chang vậy hết á. Nhưng mà không phải vậy nha. Nhìn tía vậy chứ tía dễ chịu lắm. Vậy hả chị? Ừ. Mà đặc biệt á là tía rất là thương dâu con trong nhà nữa. Nghe chị nói vậy em cũng đỡ lo. Chứ em sợ bị la lắm. Ai mà la em. Nhìn vậy chứ tía má thích em lắm đó. Thì hả chị? Đừng có lo đừng có sợ gì hết nha. Dạ. Ờ hay hen. À con hư á tại tôi. Mà con giỏi là nhờ ông hết hen. Ủa bà không nghe người ta nói cái câu hả? Con hư tại mẹ, con giỏi nhờ cha. Ủa, cái câu này ở đâu ra vậy? Tôi tự chế chứ đâu. Trời ơi, vậy mà con tưởng đâu ông bà nào nói lại chứ. Ừ. Người ta nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chị Bảy. Không chứ. Ngồi đi con. Mệt không em? Có gì đâu mệt. Em chỉ gọt cái cây không à. Con bé Ái kìa, nó rửa cả thau chén luôn anh. Dạ con mời cả nhà ăn trái cây. Em mệt không? Dạ không, ở Sài Gòn em cũng làm việc nhà mà. Em mệt không măng? Tôi còn đổi da gà nè. Thôi ngồi ăn trái cây đi con. Dạ. Dạ. Đi má ăn trái cây. Anh chị Bảy. Được rồi. Cái cây bữa nay á ngọt ghê luôn tía má. Trời ơi, chua muốn chết mà nó ngọt. Tía nấu làm sao chứ con thấy ngọt tận tâm can luôn á. Như lại ổi mà đâu có chua đâu tía. Không, bây giờ mà cái gì tụi nó không ngọt. Ê! Cái gì? Làm gì giờ người ta giữ vậy cha? Trời ơi! Đó giờ tao ái mộ diễn viên Như Ái đóng phim trên truyền hình. Lần đầu tiên được gặp ngoài đời bằng xương bằng thịt. Đẹp hơn trên truyền hình luôn em. Dạ, cảm ơn anh. Vậy chứ em thấy tôi ở ngoài sao? Mày hả? Chán thằng chết. Nhìn hoài có gì đâu nhận xét. Ai ai? Dạ. Anh xin tự giới thiệu. Anh tên Lê Minh Tèo, đẹp trai nhất Sẹo Lá này. Dạ, em tên Ái. Khỏi, khỏi giới thiệu. Ai cũng biết em diễn viên điện ảnh Như Ái mà. Anh là anh em chung sớm chơi nhỏ lớn với Tam Tạc. À, chơi chung với Thanh Long. Vị nhỏ lớn kêu Tam Tạc biết quen. Có gì đâu, em thấy tên Tam Tạc dễ thương mà. Với lại cũng gần gũi nữa. Thì hả? Thấy chưa Tàn? Mày là Thanh Long Thanh gì? Tấm Tàn nghe dễ cưng gần chết. Ừ. Thì tôi đi đóng phim mà nghệ danh tôi là Thanh Long kêu Thanh Long. Chứ kêu Tấm Tàn ai nghe?
Thôi, mày muốn thanh gì mày thanh đi mày ơi. Uống nước nha. Ấy, cho anh xin chụp tấm hình với diễn viên điện ảnh nha. Dạ được. Chụp tấm hình nè. Dạ. Tránh coi tạng. Tôi cũng là diễn viên chứ bộ. Thì cũng diễn viên, nhưng mà tao chụp với mày đó giờ nhiều rồi. Để chụp với ái cái. Ê, rảnh rảnh không ra ra cầm chụp giùm cái coi. Không rảnh ha. Không rảnh thôi. Cừ cừ ái cừ. Cừ 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 cừ. Dạ. Đó. Để đăng Facebook cho bạn cầm trồ chơi. Lớn giờ đầu còn sống ảo. Kệ tao mày. Bên kia nhiều hơn nữa kìa anh. Ừ. Đây. Thôi anh coi tụi nó dành ăn với nhau dễ thương ghê luôn. Ừ. Trời ơi, nhìn tụi nó ăn thấy cưng quá anh ơi. Ừ, thấy cưng thiệt á. Ừ. Nhưng mà em thấy cưng hơn. Kìa kìa, nó đớp kìa, thấy không? Dạ. Chàng ơi, ông. Gì? Nhìn tụi nó kìa. Dính gì? Nhìn kìa, nó dính như sam luôn á. Anh thấy á, nó dành ăn y chang lúc mà em dành ăn với anh vậy đó. Đây 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 đây. Mới yêu nhau ai không vậy? Hồi xưa bà cũng dính tụi như keo dán chuột. Gì? Cho nói lại nghe. Ai dính ai vậy? Thôi ai dính ai cũng được, nếu có ba đứa con được rồi. Già cả hết rồi, gần đất xa trời rồi, hơn thua nhau chi nữa. Nhìn tấm tạng vậy, tôi cũng yên tâm. Ờ, tôi cũng vậy. Thấy vui quá không à? Ở bên đây nè. Mát ghê luôn anh, thích quá. Không khí trong lành ha. Dạ. Ủa? Ủa? Dạ, thưa bác Tư, chị Bảy. Ừ. Hai đứa đi chơi hả? Dạ. Dạ. À, em nói ảnh dẫn em đi vòng vòng. Ừ, vậy đi chơi đi, tranh thủ chứ trời nắng. Dạ, dạ thưa bác Tư con đi. À. Em đi chị Bảy. Dạ, chị. Đi em. Hai đứa đi chơi vui vẻ nghe. Dễ thương. Nhái. Dạ. Nhỏ đó là ai vậy con? Dạ ghệ tám tàng á má. Tám tàng có ghệ. Ủa sao má nhớ nó? Không phải, cái đó là hồi trước thôi, còn giờ là người ta đẹp trai, người ta có người yêu đàng hoàng á. À, mà sao con? Nhỏ đó đó, thấy được không? Là diễn viên đó má. À. Dạ. Tuy là diễn viên nha, nhưng mà mé rất là hòa đồng và dễ thương luôn. Lại thân thiện với mọi người nữa. Dễ gần. Dạ. Chắc anh gì xui ở bển á. Vui lắm hả con? Trời ơi, nói gì nữa. Tí má còn vui. Mà má cũng biết cái vụ thánh tàng hồi trước rồi đó. Ừ. Thì tại má biết, cho nên má mới ngạc nhiên nè. Không ngờ nha, tự nhiên nó thay đổi một cái rụp vậy hả? Cái đó là ngộ nhận thôi, chứ giờ là hết rồi. Thôi kệ đi con, vậy đi, cho nó vui vẻ mọi bề. Ừ. Thôi, má con mình đi chợ. Dạ. Đi. Má. Ừ. Ủa ái đâu rồi con? Dạ ái đang nói chuyện với tía ở ngoài á má. Ờ. Tía bay có vẻ thích bé đó rồi đó. Ủa má cầm quần áo của ai vậy? Áo này của con chứ của ai.
Ủa? Mỗi lần á, con về con tha mấy bộ về rồi để đây nè, rồi không mang lên chển. Coi cái nào mặc thì mang đi đi con, lên chển xài. Trời đất ơi, con không ngờ hồi xưa con mặc mấy cái bộ đồ màu mè qua lá hẹ vậy luôn á. Thì con nói với má là phong cách gì đó ai biết. Thôi má kiếm ai ai mặc được thì cho người ta đi, con vẫn đâu có mặc được mấy cái này nữa má. Hiểu rồi hen. Vậy má cho người ta nghe. Dạ chuẩn mẹ. Sao bớt rung chưa? Hết rồi. Tía má anh khen em. Ủa hai bác khen gì vậy anh? Ừ, tía má nói là em xinh đẹp nè, giỏi giang nè, ngoan hiền nè. Chứ sao nè? Mà coi bộ anh thấy tía má hơi lầm quá nha. Ủa anh nói vậy làm sao? Anh thấy là xinh đẹp thì có, giỏi giang thì cũng có, ngoan cũng có luôn, nhưng mà hiền thì anh thấy hên xui. Em hiền rồi nha. Ừ đúng rồi, em hiền với ai á chứ có bao giờ mà thấy hiền với anh đâu. Người ta nói là dạy bồ từ thở bơ vơ mới về. Dạy chồng mới đúng chứ. Ủa chồng đâu ra? Em nghe người ta nói câu hả? Cưới vợ là phải cưới liền tay, đừng để lâu ngày thằng khác nó rinh. Trời ơi, có chắc cưới được người ta không đó? Chắc chứ. Làm như là người ta chịu vậy, nói vậy đúng rồi. Em sẽ cố gắng đi làm dành dụm tiền. Khi nào mà đủ tiền rồi á, anh sẽ cưới liền tay luôn. Lúc đó em đừng hòng mà thoát khỏi tay anh nha. Mát không? Mát, thích quá à. Tao nói rồi, mày phải tin tao chứ. Không tin mày ơi. Trời ơi, sao mày hay cãi quá mày đó. Tao bảo đảm, công không giờ bẻ anh thẳng được. Thì nó hơi khó một chút, nhưng mà quan trọng là mày có chịu hay không, chịu là được hết á. Mày mà bẻ thẳng được nó á, thua mày cái gì tao cũng thua hết á. Rồi mày gán chóng mắt lên coi đi mày. Chóng mắt nè, chóng mắt nè. Ui mấy cò. Thiệt. Ôi. Tôi coi hai người là anh em. Mà hai người làm vậy với tôi á. Tao làm gì đâu. Mày làm gì mấy cò? Cái chuyện công hay thẳng thì kệ người ta, hai người ăn cơm nhà mà nói chuyện người ta là sao? Cái người ta công mắc mớ gì mấy người? Ơi có mắc mớ à. Công hay thẳng người ta vẫn là con người mà, hai người nói vậy á người ta nghe được người ta buồn sao? Ủa con người nào mày nói gì bấy cò? Thì hai người á đang nói vụ tám tạng. Đúng, hồi lúc trước nó công thiệt, nhưng mà bây giờ thì nó thẳng rồi. Ai nói tấm tàn đâu mấy cỏ? Thôi, đâu có nói tấm tàn đâu. Tụi tao nói á, là cái niền xe của tao nó bị công. Ừ. Rồi này nó bẻ được, tao không có tin. Thằng này nó chạy sụp ổ gà, cái niền nó bị quẹo gì nè. Xong rồi tao nói là để tao uống lại thành hình tròn cho, đem ra tiệm sửa. Khỏi thay cái mới gì cho tốn tiền. Cái niền à. Cái niền không phải tấm tàn. Ừ không. Uống cà phê nè. Ê ê, coi như nãy giờ chưa ghé đây đi. Ôi ơi ơi, trời ơi, vô làm một hơi rồi đi thằng khùng. Ý trời. Ủa tía má hả? Sao tính đi hả? Tụi con mới về chơi có hai bữa nay rồi đi sớm vậy? Nó có công chuyện, thôi để nó đi đi. Dạ, tại tụi con có show cho nên phải đi về chỉnh liền.
Dạ, lần sau có dịp á, tụi con về đây chơi lâu hơn. Hai đứa đi đường cẩn thận nha. Tới nơi nhớ gọi điện về cho tía má hay nghe không? Dạ, con biết rồi má. Tía má ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, thưa tía má tụi con đi. Thôi bé con đi. Đi anh. Chàng ơi, nhìn hai đứa nó sao mà thấy xứng đôi quá không hen? Hai đứa cái tướng có nét phu thê ghê không? Ừ. Biết coi tướng nào hay ạ? Tôi nói vậy đó, bà để bà coi có linh không?